tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái ví dụ khác về phục thần. Mời các bạn lật đến tài liệu trang 103, ví dụ 5, trang 103, phần luận chúng thân quan lộc. Ví dụ 5, trang 103 các bạn ha. Ngày Ất Mão tháng Tỵ xem chung thân công danh. Ngày Ất Mão tháng Tỵ xem chung thân công danh. Được quẻ là Hòa Sơn Lử. Rồi các bạn, chúng ta có thể án quẻ ra. Hòa Sơn Lử. Đúng không? Lử. Chúng ta tìm quẻ gốc. Xin lỗi, Hòa Sơn Lử. Như vậy tìm quẻ gốc ở đây là thân ly thể 1 ứng 4. Ở đây là thân ly ngũ hành là hỏa. Chúng ta án cái địa chi vào, ở đây sẽ là thìn, ngọ, thân. Đến đây là sửu mão dậu mùi và tỵ. Tiếp tục chúng ta sẽ án cái lục thân vào hỏa. Đây là thổ, minh là hỏa, đây là thổ, như vậy đây là tử tôn, ngọ hỏa huynh đệ, thân tài dậu tài mùi tử tôn tỵ huynh đệ. Tiếp tục sẽ là không vong. Ngày Ất Mão Ất Bình Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Như vậy không vong tại tỵ và sửu, đúng không? Ở đây không có tỵ sửu nên không có không vong. Tiếp theo chúng ta sẽ an lục thủ vào giáp Ất. Như vậy đây sẽ là thanh long, chú tước, câu trần, đăng xa, bạch hồ và huyền vũ. Tiếp tục chúng ta sẽ án cái vòng trừ sinh theo tháng. Ở đây là tháng Tỵ, ở đây là ngày Mão. Về Tỵ là hỏa, đúng không? Hỏa là dân ngọ tuất. Như vậy trường sinh tại dân, trường sinh mộc dục. Như vậy ở Mão là mộc dục quan đới, ở Tỵ là lâm quan. Mùi là ăn theo cục trường sinh của thủy. Như vậy trường sinh tại thân, trường sinh mộc dục quan đới lâm quan, để vượng suy bệnh tử. Như vậy tử tại Mão, mồ và tuyệt tái tại Tỵ. Tiếp tục thao tài dầu là Tỵ dầu sửu. Như vậy tại Tỵ sẽ là trường sinh mục dục quán đời lâm quan, để vượng suy bệnh từ mồ tuyệt thai. Tiếp tục tai ở thân là kim, cho nên đây cũng sẽ là trường sinh và thai. Ngò hỏa là giống Tỵ, đúng không? Cho nên đây sẽ là lâm quan và đây sẽ là mục dục. Rồi tiếp tục thìn là thổ là giống thủy, thổ là giống mùi. Như vậy sẽ là tuyệt và tử. Rồi, như vậy chúng ta đã án xong cái vòng trường sinh. Rồi, như vậy cái bước 2 của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là xác định chung thân. Như vậy ở đây là xem công danh, chung thân của công danh. Nhưng mà xem công danh thì dùng thân của chúng ta sẽ là quán quỷ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy không có hào quán quỷ, đúng không ạ? Không thấy hào quán quỷ xuất hiện đến nay. Như vậy là chúng ta phải tìm phục thân của nó. Tìm phục thân thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng quẻ này là quẻ thân ly, đúng không? Thì chúng ta vẽ ra nháp quẻ thân ly. Vẽ ra nháp thì chúng ta bắt đầu án cái quẻ thân ly nào vào. Như vậy đây sẽ là Mão, sửu, hợi, dậu, mùi, tỵ. Quẻ thuần ly là hòa nên đây sẽ là phù mẫu, đây là tử tôn. Thuần ly là hòa nên đây sẽ là quán quỷ.
Tình như là hòa nên đây sẽ là tài. Tình như là hòa nên đây sẽ là tôn. Từ tôn. Tình như là hòa nên đây sẽ là huynh đệ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là quán quỷ nằm ở hào ba, đúng không ạ? Là hồ hời nằm ở hào ba luôn. Như vậy 1, 2, 3, như vậy quán quỷ sẽ nằm ở đây. Như vậy hào này sẽ là ngò quán quỷ. Rồi, lưu ý nhá, cái này mình viết vẽ trong nháp thôi. Cái quẻ thuần này này, mình tìm cái lục thân của quẻ thuần này mình viết trong nháp thôi. Chứ không cần viết vào đây, nó rắc rối. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là có ngò hỏa quán quỷ nó nằm ở phục ở dưới hào. Hào thân là thế tài. Vậy chúng ta vẫn sẽ lấy cái hào ngò quán quỷ này. À xin lỗi, lúc này là hào hời chứ nhỉ? Thầy nhìn nhầm hào hời chứ. Đúng không? Hào thứ ba từ dưới lên hào hời chứ. Rồi. Hào hời quán quỷ làm dùng thần. Như vậy bước thứ hai sẽ chọn hời quán quỷ làm dùng thần. Bước thứ ba, chúng ta xem từ cái hào tri thế, hào di thế, tri thế. Ở đây chúng ta sẽ thấy là từ tôn tri thế, đúng không ạ? Từ tôn nằm ở hợp thế. Từ tôn tri thế. Đây là từ tốt hay từ xấu? Như vậy dùng thân của ta mình là quán quỷ, đúng không ạ? Mà hào thế là từ tôn. Từ tôn thì luôn luôn khắc quán quỷ, đúng không ạ? Từ tôn tri thế và từ tôn là khắc quán quỷ, nên đây là gì? Tường rất là xấu. Với cái tường này thì thường mà câu trong cái thời gian lâu là sẽ không được, đúng không? Chúng ta thấy ở đây là công danh tài phúc, à xin lỗi, chúng thân công danh. Như vậy tức là câu này là câu cho cả cuộc đời, mà cả cuộc đời mà thường mà câu quan mà từ tôn tri thế thì thường là không đạt được. Rồi, tiếp theo chúng ta là đến bước 4. Bước 4 đó là xét vượng suy của hào thế. Vượng suy của hào thế chúng ta xét trong tháng và ngày. Như vậy hào thế của chúng ta là gì? Thìn trong tháng tỵ, đúng không? Thìn trong tháng tỵ, mộ thìn không phải mộ, không phải là mộ trong tháng tỵ tuyệt, chúng ta thấy ở đây là tuyệt. Thìn tuyệt trong tháng tỵ, tuy nhiên quẻ này là quẻ thuần ly, đúng không? Thuần ly thì hỏa vượng như thế là không tính tuyệt. Rồi mộ tuyệt, rồi đến gì tam hợp, thìn với tỵ không tam hợp, thìn với tỵ không nhị hợp, thìn với tỵ không nhị xung. Như vậy cuối cùng là xét ngũ hành. Xét ngũ hành thì tỵ là hỏa, thìn là thổ. Như vậy hỏa sinh thổ, như vậy là gì? Hào thế được tháng sinh nên là vượng. Tiếp tục hào thìn trong ngày mạo, đúng không? Thìn về mạo thì không phải là mộ, không phải là tuyệt. Thìn về mạo không phải là tam hợp, thìn về mạo không phải là nhị hợp. Mọi người lưu ý thìn về mạo dù nó có nhị hài nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái vượng suy nhé. Trong cái vượng suy của lục hào á, nó không xét cái nhị hài. Rồi thìn về mạo không phải là nhị xung, thìn về mạo. Như vậy cuối cùng chúng ta phải xét ngũ hành. Xét ngũ hành thì là thìn là thổ, mạo là mộc. Như vậy là mạo khắc thìn, như vậy là bị ngày khắc, tức là hào thế bị ngày khắc. Mà bị ngày khắc thì là suy. Như vậy xét trong hai cái này chúng ta sẽ thấy được rằng là hào thế của mình nó được tháng sinh nhưng mà lại bị ngày khắc. Tháng mà sinh mà ngày đã khắc vào, và mình bị động, mình bị ngay khắc vào, cho nên là trong này lúc này mình sẽ gọi là hào thế là trạng thái trung hòa theo tháng và ngày. Bước thứ năm là chúng ta sẽ xét cái suy vượng của cái dung thần, tức là suy vượng của hào hời. Như vậy hào hời trong tháng tỵ chúng ta thấy là hào hời tức là dung thần, dung thần hời trong tháng tỵ, trong tháng tỵ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tỵ với hợi có phải là nhị xung không ạ? Tỵ với hợi là xung nhau,
Như vậy chúng ta nói ở đây sẽ là bị nguyệt phá. Rồi, nguyệt phá là thấy xấu ở đấy. Bây giờ chúng ta xem thì có sự ứng cứu hay không. Thì chúng ta thấy là hào hời trong ngày mạo, đúng không ạ? Hào hời trong ngày mạo. Như vậy hời trong ngày mạo, đầu tiên hời không nhập mồ tại mạo, hời không thuyệt tuyệt tại mạo, hời không tam hợp với mạo, dù có hời mạo nhưng mà không có tạo thành cục được. Rồi hời không gì hợp với mạo, hời không gì xung với mạo. Như vậy cuối cùng là ngũ hành. Ngũ hành thì mạo là mộc, hời là thủy. Thủy sinh mộc có nghĩa là mình phải sinh ra, mình phải tiết cha ra. Cho nên là đây là gì? Mình là sinh cho ngày. Mà sinh cho ngày thì mình là bị trạng thái là suy. Như vậy nhật phá mà bị suy nữa thì có như không có ứng cứu. Mặc dù ở đây chúng ta sẽ thấy xét về phi thân, thì phi thân là thân, đúng không? Thân thì sinh cho hời. Tức là ở đây là gì? Phi thần là thân sinh cho hời thì nó cũng được một điều tốt đẹp, đúng không ạ? Nó vẫn được một điều tốt đẹp. Tuy nhiên điều nó chưa đủ ứng cứu cái hào hời này được, bởi vì nó bị nguyệt phá, rồi nó bị thành ngay, nó lại là gì? Nó lại sinh cho ngay nữa, tức là nó suy quá, nó không đủ để mà ứng cứu. À, rồi trong quẻ này chúng ta sử tìm cái hào thân này, xem hào thân có vượng không, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ xem từ hào thân này nó có được vượng không, để nó sinh được chân hời này nhiều không. Chúng ta sẽ thấy là thân với tỵ là nhị hợp, đúng không ạ? Xét phi thân này, phi thân sinh cho phục thân là tốt, nhưng mà phi thân thì chúng ta có thể thấy là có thể thân với tỵ là nhị hợp. Như vậy là hào thân trong tháng là vượng, nhưng mà thân về mạo, đúng không ạ? Thân về mạo thì là thân khắc mạo. Như vậy là hào thân này vẫn còn hơi vượng nhưng mà không quá vượng, nó chỉ hơi vượng thôi ha. Bởi vì nó nhị hợp với tháng rồi, ok, nó được vượng, nhưng nó lại là gì? Khắc ngày. Cho nên là cái vượng của nó bớt lại và nó không đủ để ứng cứu được hào quán quỷ này. Được chưa? Rồi. Đó là chưa kể là gì? Cái riêng cái hào huynh đệ đó, rồi, hào hời huynh đệ Lâm Nhật Kiến này. À, xin lỗi, Lâm Nguyệt Kiến chứ. Đúng không ạ? Hào hời mà huynh đệ mà Lâm Nguyệt Kiến này thì nó sẽ phò trợ rất là mạnh cho cái hào tử tôn này để khắc quan quỷ. Đúng không ạ? Lúc này này, tháng tỳ này, gặp hào tỳ này, là huynh đệ này, huynh đệ này Lâm Nguyệt Kiến này. Nguyệt kiến thì nó sẽ phò trợ rất là mạnh để nó sinh cho thằng thìn là khắc thằng hời, hoặc là thậm chí là thằng này nó mạnh cho nó còn xung thằng này luôn, đúng không ạ? Tỳ về hời nó xung nhau luôn, cho nên cái hào hời này là không có đủ ứng cứu. Cho nên là trong quẻ này chúng ta vẫn kết luận là gì? Hào dùng thân là bị suy. Như vậy từ đó chúng ta sẽ kết luận cái bước thứ sáu. Qua bước thứ sáu là chúng ta sẽ tìm cái hào động và hào ảm động. Như vậy ở đây là hào động, không có hào động, không có hào minh động. Bây giờ hào ảm động thì chúng ta sẽ xem hào dậu, ví dụ viên ngày mạo nên sẽ xem hào dậu, xem được hào dậu vượng không thì mình được ảm động. Thì chúng ta thấy hào dậu, đúng không ạ? Trong tháng tỳ, hào dậu trong tháng tỳ là suy. Đúng không? Hào dầu trong tháng tỳ là suy, cho nên là ngày mạo xung vào, đúng không? Ngày mạo xung vào như vậy là hào dầu này là sẽ bị nguyệt phá. À, xin lỗi, nhật phá cho nó không được ảm động. Như vậy trong quẻ này là không có hào động, cả không có minh động và cả không có ảm động. Rồi đến bước thứ bảy chúng ta sẽ kết luận là quẻ này tốt hay xấu. Như vậy quẻ này chúng ta thấy đầu tiên nó là tử tôn trì thế mà cầu quan, mà cầu trong thời gian dài là cầu cả cuộc đời thì chứng tỏ là không được rồi. Thêm cái nữa là ngay cả cái gì, dùng thân của mình là quán quỷ cũng bị suy. Như vậy mình sẽ kết luận là cầu quán không được, tức là không có công danh,
không có công danh. Rồi. Mà thậm chí ở đây tài phá là còn không có tiền nữa gì, đúng không? Rồi qua bước thứ 8. À, bước thứ 8 là ứng kỳ. Đương nhiên ở đây chúng ta cũng không cần xét ứng kỳ, bởi vì họ hỏi là có công danh không, mình trả lời là không có công danh rồi thì cũng không cần xét đến cái ứng kỳ lắm ha. Rồi, như vậy là cái ví dụ thứ 2 của phần phục thần đã kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.